Thưa quý vị, ở tỉnh Bắc Giang, bên cạnh Mộc Bản Chùa Vĩnh Nghiêm đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, còn có một kho mộc bản nữa cũng vô cùng giá trị và độc đáo, đó chính là Mộc Bản Chùa Bổ Đà. Vâng, như quý vị có thể theo dõi trên màn hình của chúng tôi thì đây chính là mộc bản của chùa Bổ Đà. Mộc bản chùa Bổ Đà thì có khoảng 2.000 bản khắc trên gỗ thị bằng chữ Hán Nôm và chữ Phạn. Tấm khắc sớm nhất từ thời vua Lê Cảnh Hưng năm 1740. Kích thước trung bình của mỗi mộc bản dài 50cm, rộng 25cm và dày 2,5cm. Và trên những tấm mộc bản kinh Phật cổ ở chùa Bổ Đà này, người xưa đã để lại dấu ấn qua nội dung, đường nét, họa tiết hay là hình khối điêu luyện cũng như là rất là tinh xảo, phản ánh những tư tưởng triết lý sâu xa của đạo Phật nói chung cũng như dòng thiền lâm tế nói riêng. Và trong tiểu mục Chuyện làng chuyện nước ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu về những giá trị mộc bản được người xưa truyền đạt lại. Vâng, và cũng xin được thông tin thêm về quý vị là ngôi chùa Bổ Đà tọa lạc trên núi Phượng Hoàng ở xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang từ hàng trăm năm nay đã được ca ngợi là một trong ba ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất của vùng đất Kinh Giang, Kinh Bắc. Với những giá trị đặc biệt về lịch sử và kiến trúc nghệ thuật, năm 1992, chùa Bổ Đà đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, xếp hạng di tích cấp quốc gia. Năm 2016, thì chùa Bổ Đà đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Vâng, lễ hội chùa Bổ Đà năm nay thì sẽ được diễn ra vào khoảng từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2 âm lịch, tức là từ 24 tháng 3 đến 27 tháng 3 năm 2024. Và để hiểu thêm về di tích cấp quốc gia đặc biệt này, mời quý vị hãy theo dõi một phóng sự ngay sau đây. Gần 2.000 mộc bản kinh Phật được khắc trên gỗ thị đang được trông coi nghiêm ngặt tại chùa Bổ Đà. Nổi bật là các hình khắc Đức Phật Tổ Như Lai, Phật Thích Ca tọa trên đài sen, Quan Thế Âm Bồ Tát, các vị La Hán. Trọng tâm của bộ kinh nói đến nỗi khổ của con người và sự giải thoát. Trong đó, tiêu biểu nhất là Tứ Diệu Đế, bốn chân lý kỳ diệu của đạo Phật bao gồm Khổ Đế, Nhân Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Ngoài ra, bộ kinh còn tập trung được những nét cơ bản của Phật giáo với ba tông phái Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông trong quá trình tiếp biến và kế thừa tại Việt Nam. Mộc bản chùa Bổ Đà do các nghệ nhân ở vùng Kinh Bắc xưa san khắc thành nhiều đợt. Nhiều trang mộc bản được khắc đan xen những bức họa đồ minh họa, đường nét tài hoa, tinh tế, bố cục chặt chẽ, hài hòa, xứng đáng là tác phẩm đồ họa có giá trị thẩm mỹ cao. Mộc bản được xác lập kỷ lục là bộ mộc bản thiền phái lâm tế khắc trên gỗ thị cổ nhất Việt Nam. Với những giá trị độc đáo, quý hiếm, mộc bản chùa Bổ Đà đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận là bảo vật quốc gia. Mộc bản thị chùa Bổ Đà là cái bản kinh Phật được UNESCO công nhận là cổ nhất thế giới. Vì vậy xác định được cái tầm quan trọng của bảo vật. Thì trong những năm qua, thì Việt Yên chúng tôi đặc biệt là Ủy ban thị xã đã có những cái dự án để là bảo tồn cái bảo vật mộc bản thị này một cách tốt nhất. Thứ nhất đó là đầu tư các cái phòng, cái kho để lưu trữ làm sao ở cái điều kiện môi trường tốt nhất để mộc bản giữ. Hai nữa là làm các cái mô phỏng để quảng bá cái mộc bản này cho các cái du khách đến tham quan. Chùa Bổ Đà là di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của thiền phái Trúc Lâm. Chùa được xây dựng từ thế kỷ 11 và được trùng tu lại vào thời vua Lê Trung Hưng. Trải qua những biến thiên của lịch sử, nhưng chùa Bổ Đà vẫn còn bảo lưu được khá nguyên vẹn những nét kiến trúc truyền thống Việt cổ, cũng như nhiều tài liệu, hiện vật, cổ vật quý có giá trị lớn về mặt văn hóa, lịch sử, kiến trúc và mỹ thuật. Chùa Bổ Đà còn có khu vườn tháp rất rộng lớn. Đây là nơi tàng lưu xá lị cho cốt nhục thân của 1.300 tăng ni dòng thiền lâm tế. Với những giá trị văn hóa lịch sử lưu giữ qua các thời kỳ, chùa Bổ Đà thu hút hàng triệu du khách thập phương về chiêm bái mỗi năm. Thì mình được biết Bổ Đà là một ngôi chùa cổ tự và được xếp vào cấp quốc gia đặc biệt, di tích đặc biệt. Và Bổ Đà là một nơi, một ngôi chùa có là một ngôi chùa cổ, có rất nhiều những tấm khắc mộc bản của các chư tổ để lại. Cũng là một cái ngôi chùa và có hệ thống tượng pháp từ rất lâu đời rồi. Thì hôm nay là tôi đến thăm một ngôi chùa Bổ Đà để được chiêm ngưỡng các cụ tượng Phật và các ngôi chùa mà cổ tự mà có được xếp di tích quốc gia đặc biệt và có
nếu có được cơ duyên thì được ngắm nhìn các cái mộc bản. Thì cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi mà ngày càng ngày thì những cái giá trị văn hóa truyền thống dân tộc càng được chính quyền địa phương cũng như là nhân dân ngày càng lưu tâm và tạo điều kiện tổ chức rất là quy mô và lớn như thế này. Ngày nay, mộc bản tại chùa Bồ Đà đã được dịch để trở thành tài liệu quan trọng cho các tăng lữ, Phật tử trên cả nước nghiên cứu, học tập về Phật pháp. Theo tài liệu ghi chép, thì bộ kinh tại chùa Bồ Đà được hình thành từ ý tưởng của các vị tổ sư tại chùa muốn khắc kinh Phật trên gỗ nhằm lưu truyền cho đời sau. Thưa quý vị, trải qua gần 3 thế kỷ, mộc bản với gần 2.000 bản khắc bằng chữ Hán, chữ Nôm và chữ Phạn thì vẫn còn rất sắc nét và không hề bị mối mọt. Vì thế mà mỗi mộc bản còn được xem như là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc gỗ hoàn chỉnh. Vâng, và để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của mộc bản cũng như là sự trường tồn của mộc bản theo thời gian thì xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ Đại Đức Tự Tục Vinh, trụ trì chùa Bồ Đà, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để hiểu rõ hơn về công tác bảo tồn cũng như truyền dạy lại những giá trị tư tưởng Phật giáo của những mộc bản kinh Phật đang được lưu giữ tại đây. Trước hết thì xin được cảm ơn sư thầy Tự Tục Vinh, trụ trì chùa Bồ Đà đã nhận lời tham gia cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, có thể thấy những mộc bản ở chùa Bồ Đà được xem là báu vật quốc gia. Vậy thì thầy có thể chia sẻ về ý nghĩa cũng như là một số những cái nội dung chính ở trong những cái bộ kinh mà đang được chùa Bồ Đà lưu giữ được không ạ? Hiện tại chùa Bồ Đà khi xưa nó là nơi đào tạo tăng ni của phái Lâm Tế và nơi đục kinh in ra, sản xuất ra để mang ra quán sứ và Bà Đá để đào tạo tăng ni toàn quốc ở ngoài đó. Đấy, ngôi chùa hiện tại bây giờ là còn 24 bộ kinh đấy, khắc trên gỗ thị. Đây là toàn những bộ kinh đại thừa. Hiện nay là có 4 bộ là rất là quý. Một là Lăng Nghiêm Chính Mạch, 2 Yết Ma Hội Bản, 3 Nam Hải Ký Quy, 4 là bộ hộ quốc kinh. Như cái bộ hộ quốc kinh ấy, ngày xưa là ở đây in ra để mang vào cung đình Huế. Đấy, khi đất nước loạn lạc hay dịch dã là để cho các cận thần tụng để cầu an cho dân. Những bộ Lăng Nghiêm Chính Mạch ấy là tả về đức hạnh của Đức Quan Âm, tức là dạy con người ta diệt ác tu thiện như nào. Hay là cái bộ Yết Ma Hội Bản ấy là chuyên tả về giới, đấy, tả về những thứ vô hình và những thứ hữu hình. Những thứ vô hình như là tả về giới thì ở trần gian có dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hay là nhẫn giới, nhị giới, tị giới, thiệt giới, thân giới và ý thức giới, hay là nam giới, nữ giới. Đấy, tả về những thứ như vậy và những giới cấm của nhà Phật. Đấy, những cái bộ kinh nó có ý nghĩa rất cao vậy. 4 bộ này thì trên thế giới chưa có, riêng chùa Bồ Đà là vẫn còn lưu lại được. Nó có bị thất thoát một chút trong cái giai đoạn kháng chiến chống Pháp, là ngôi chùa nó bị xuống cấp trầm trọng bởi thời gian, không có cửa kiếc, người ta có lấy trộm một ít. Vâng thưa thầy, vậy thì để có thể bảo tồn và lưu giữ được những mộc bản thì ở chùa Bồ Đà cũng đã có những cái công tác bảo tồn như thế nào để có thể gìn giữ được những cái bộ kinh quý như thế này ạ? Nói chung trong này chúng tôi chỉ thỉnh thoảng cho người vào kiểm tra và quét dọn sạch sẽ, xem mối mọt. Những bộ kinh này ấy thì thực sự ra gỗ thị thì nó không có mối và không có mọt, con nhạy cũng không ăn. Thế mà cái gỗ thị này nó lại rất ưa nước như là gỗ gỗ sến. Các cụ ngày xưa chọn gỗ là những gỗ nào nó ưa nước và những gỗ nào mà nó không ưa nước. Như gỗ sến mà mang ngâm hành thuyền hạ thủy, mang làm thuyền ấy là nó hàng nghìn năm nó không bị hỏng. Đấy, và cái gỗ thị này ấy, thực sự ra không phải là in ít, ngày xưa in liên tục. Nhưng mà khi quét nước vào nó lại mềm dẻo ra, nó đàn hồi ngược lại luôn. Nó không phải là cần phải nhất thiết phải là bảo tồn ở những chỗ khô ráo, cho vào tủ kính có thể nó lại còn bị hỏng.
Cái thời gian vừa qua thì ở chùa cũng đã có những cái truyền dạy như thế nào đến với các tăng ni, các Phật tử để có thể hiểu được thêm những cái ý nghĩa sâu xa từ những cái mộc bản được các cụ xưa để lại? Những bộ kinh này thì các tổ được 1720 thì bắt đầu vào xây chùa, 1741 thì các hòa thượng viết kinh cho thợ vào đục ra từ năm 1741. Những bài giáo lý cơ bản của nhà Phật ấy thì dạy Phật tử thì nó chỉ ở trong bộ kinh Nhật Tụng, bộ kinh Tiểu Thừa thôi. Đấy, còn thì những bộ kinh này thì hàng năm là tất cả các trường hạ trên toàn quốc đều phải sử dụng những bộ kinh này. Đấy, chẳng hạn như vào mùa hạ mà các sư muốn đề xuất là năm nay giảng những bộ này thì chúng tôi phân công người giảng, mang kinh ra phân công người giảng để cho các sư học hỏi thêm. Đấy, sau mình hiểu biết đến đâu thì là truyền bá hướng dẫn dạy dỗ Phật tử đến đấy, đấy để mà tu thân. Nội dung của những bộ kinh của nhà Phật thì đa số là dạy con người diệt ác tu thiện. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn thầy Tự Tục Vinh cũng đã nhận lời tham gia cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, với chức năng là nơi đào luyện tăng đồ của thiền phái Lâm Tế, theo Đại Đức Tự Tục Vinh, trụ trì của chùa Bồ Đà cho biết thêm, thời gian đời sư Chiếu Không, Viên Lãng, Phổ Thuần, Phả Chiếu đã san khắc được 84 bộ kinh Phật và chuyển đi các nơi để giảng kinh như là chùa Bồ Sơn, Bắc Ninh, chùa Chăm Gian, Hải Dương. Đến nay là chùa Bồ Đà còn lưu giữ được 24 bộ ván kinh Phật với gần 2.000 mộc bản kinh Phật cổ bằng gỗ thị. Vâng, trọng tâm của bộ kinh này thì nói đến nỗi khổ của con người cũng như là sự giải thoát. Trong đó thì tiêu biểu nhất là tứ diệu đế, bốn chân lý kỳ diệu của đạo Phật gồm khổ đế, nhân đế, diệt đế và đạo đế, gồm các bộ kinh tiêu biểu như là Lăng Nghiêm Chính Mạch, Yết Ma Hội Bản, Nam Hải Ký Quy. Với những giá trị của mộc bản chùa Bồ Đà do các đời sư trụ trì chùa Bồ Đà để lại, thì mộc bản chùa Bồ Đà có giá trị trên nhiều phương diện lịch sử, văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ cũng như là mỹ thuật và là kho tư liệu về Phật giáo Việt Nam nói chung cũng như là thiền phái Lâm Tế nói riêng.